Em muốn nghe lý do tại sao em khảo Seno á. Giám khảo không có nghĩa vụ phải giải thích lý do. Em muốn nói với ban giám khảo là em đã chuẩn bị cho cuộc thi này cũng rất lâu rồi và... Nói bằng lời dễ lắm, nhưng mà phải thể hiện bằng hành động kìa. Em đã bay từ Cần Thơ ra đây, hôm qua em không ngủ được. Chúng tôi ngồi ở đây, chúng tôi cũng phải mất rất là nhiều thời gian, rồi ăn đá, rồi ăn gạch. Làm như vậy các em có nghĩ rằng công bằng với chúng tôi không? Chắc hồi nãy em dùng sai từ thôi ạ. Và nếu như quyết định có đưa ra em lại không được tiếp tục vào vòng trong, ngày mai đến vòng phỏng vấn em lại vào casting như thế này nữa à? Xin mời thí sinh tiếp theo. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn em. Xin mời Mick ạ. Dạ, em muốn nghe lý do tại sao em khảo say no á. Giám khảo không có nghĩa vụ phải giải thích lý do say no bởi vì là em không phù hợp với tiêu chí của họ lựa chọn. Mà em muốn nói với ban giám khảo là em đã chuẩn bị cho cuộc thi này cũng rất lâu rồi và em đã bay từ Cần Thơ ra đây. Và hôm qua ban giám khảo cũng bốn say no với em mà nguyên đêm qua em không ngủ được và hôm nay mắt của em cũng hơi sưng và hôm qua ba em cũng không ngủ được. Mà trong tất cả những cuộc thi nó đều có tiêu chí riêng. Với tiêu chí của The Face Việt Nam thì em có sắc vóc, em có những cái rất là đặc biệt thì có thể là em đã phù hợp với cả The Face Việt Nam. Nhưng các vị huấn luyện viên ở đây, mỗi một người họ sẽ có một tiêu chí riêng để lựa chọn em về đội của họ. Và nếu như họ cảm thấy rằng em là một trong những nhân tố mà họ muốn lựa chọn thì họ sẽ dơ bảng lên để lựa chọn em. Và chỉ khi em có trên 3 bảng từ các vị huấn luyện viên, điều đó mới đồng nghĩa với việc em sẽ tiếp tục cùng với cuộc thi. Bởi vì em từ Cần Thơ ra đây là em cũng rất tâm huyết với cuộc thi, cho nên là anh cũng sẽ phải giải thích với em một chút. Đây là cái sự trân trọng đối với tất cả các thí sinh. Còn sự thật thì các vị huấn luyện viên không có trách nhiệm phải giải thích, bởi vì họ chỉ có trách nhiệm là chọn hay không thôi. Các chị không lựa chọn đồng nghĩa với việc các chị không thích thôi. Tại sao lại cứ phải cố tìm để đưa các chị đưa cho em câu trả lời? Và câu trả lời của các chị chắc chắn là em không phù hợp với tiêu chí các chị chọn thôi. Thì em tìm kiếm gì nữa nào? Tại vì em thấy em rất cố gắng và em thấy... Cố gắng là điều em mong muốn đúng không? Thì... Là cái cách mà em nói là em muốn được tiếp tục vào vòng trong đúng không? Dạ. Em có lắng nghe cái mong muốn của các chị không? Dạ có, chắc hồi nãy em dùng sai từ thôi. Đúng không? Cái mong muốn của các chị là sẽ dành cơ hội cho những cá nhân, những cái cá thể mà các chị mong muốn về với đội của các chị. Và các chị mong muốn team của mình sẽ chiến thắng. Và em không phải là tiêu chí các chị mong muốn. Nào bây giờ em hãy thử suy nghĩ xem, khi mà em đi thi thì em cần phải biết là em muốn hay em phải cần phải biết là giám khảo muốn. Em đi thi là em phải chấp nhận quyết định chứ đúng không? Em phải biết cách học cách chấp nhận những cái quyết định. Nhiều khi nó lại không phụ thuộc vào em giỏi hay không, mà nó là vận may nữa mà. Giống như anh hoàn toàn có thể nói thẳng say no và căng thẳng với em. Thế nhưng vận may là gì? Anh muốn nói với em và muốn qua đây nói với khán giả luôn. Cảm ơn em rất nhiều.